Quốc Anh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Có một trái tim trong sáng là một trong những phẩm chất tốt nhất mà bạn có thể có với tư cách là một cá nhân. Bất kể bạn là ai hay bạn đã trải qua những gì trong cuộc sống của mình, sống thuần khiết thực sự là một đặc điểm đáng kinh ngạc của riêng nó. Đây là một trong những phẩm chất và đặc điểm rất khó học. Cần có một trí tuệ tinh thần và cảm xúc cụ thể để trở nên thuần khiết. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải có được điều này. Đặc biệt là trong một thế giới thúc đẩy sự cứng rắn của trái tim bạn, trái tim thuần khiết sẽ khiến bạn trở nên khác biệt theo hướng tích cực. Một trong những dấu hiệu rõ ràng của một trái tim trong sáng là ý định vì tha đằng sau mọi việc họ làm. Những người này là một trong những linh hồn thuần khiết nhất trên thế giới, vì bạn có thể hiếm khi thấy những người ngày nay có trái tim thuần khiết như vậy. Thông thường, chúng ta có xu hướng muốn đổi lại điều gì đó khi làm điều gì đó tốt. Vì vậy, một trong những dấu hiệu của một trái tim trong sáng là ai đó thực sự muốn giúp đỡ và đang làm điều đó với lòng hào hiệp, tốt bụng và ý chí tự do của họ. Nếu bạn cộng hưởng với điều này, điều đó cũng có nghĩa là bạn hầu như không ôm hận thù và tức giận và nhanh chóng tha thứ. Tất cả chúng ta đều biết việc tha thứ cho ai đó là điều khó khăn. Vì vậy, nếu bạn có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn về sự việc và cố gắng đồng cảm với quan điểm của họ, thì bạn là người có trái tim trong sáng. Sau đây là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng bạn là một người có trái tim trong sáng và nhân hậu. Điều thứ nhất, bạn trung thực. Bạn không có ý định thao túng ai đó bằng cách nói dối hoặc lừa dối ai đó khỏi sự thật. Một trong những dấu hiệu của một trái tim trong sáng là sự trung thực, vì đó là một đặc điểm hiếm có khó tìm. Điều này không có nghĩa là không bao giờ nói dối, nhưng nó có nghĩa là thẳng thắn và trung thực với sự thật. Sự trung thực luôn là dấu hiệu cho thấy rằng một ai đó có tâm hồn tốt và trong sáng. Điều thứ hai, bạn không phán xét người khác. Một trong những dấu hiệu của một trái tim trong sáng là nếu bạn không tự động đưa ra kết luận về ai đó khi gặp họ. Từ lần tương tác đầu tiên bạn có với họ cho đến khi bạn phát triển kết nối, bạn không nên hình thành bất kỳ đánh giá nào về họ. Tất nhiên, điều này nói là dễ hơn làm, vì tất cả chúng ta đều có xu hướng đưa ra kết luận về những người chúng ta gặp. Đây là bản chất của con người. Tuy nhiên, trong sáng có nghĩa là bạn không phán xét họ, đặc biệt là trước khi tìm hiểu họ. Khi bạn là người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và dễ gần, bạn là người có trái tim trong sáng. Điều thứ ba, bạn làm những điều đúng. Bạn sẽ thường thấy rằng dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bạn có một trái tim trong sáng là đang làm mọi việc đúng đắn. Bạn tuân thủ đạo đức, giá trị và nguyên tắc của mình bất kể điều gì xảy ra. Vì vậy, động lực của bạn không bao giờ là danh vọng, tiền bạc hay quyền lực, mà chỉ đơn giản là bạn muốn giúp đỡ từ trái tim chân thành của mình. Cơ bản, bạn đang không giúp người khác nhằm để tạo thiện cảm cho bản thân mình hoặc trông đẹp hơn trong mắt người khác. Bạn đang làm điều đó vì sự chân thành. Đây là lý do tại sao một trong những dấu hiệu quan trọng của một trái tim trong sáng là lòng vị tha, và đó là một đặc điểm hiếm có ngày nay. Điều thứ tư, bạn suy nghĩ trước khi nói. Lời nói có thể làm tổn thương ai đó vô cùng. Một trong những dấu hiệu của một trái tim trong sáng là biết lời nói của bạn có thể tác động đáng kể đến người khác ở mức độ nào. Bạn đánh giá xem những từ bạn sẽ nói sẽ có hữu ích, tử tế hay khuyến khích người khác hay không, vì nếu không, bạn sẽ không nói ra. Điều thứ năm, bạn lắng nghe nhiều hơn bạn nói. Trong một thế giới mà chúng ta chỉ lắng nghe để phản hồi, đây là một phẩm chất hiếm có, nhưng là một phẩm chất quan trọng. Khả năng lắng nghe nhiều hơn là một kỹ năng đáng chú ý, vì nó thể hiện sự đồng cảm. Đó là một trong những dấu hiệu cụ thể của một trái tim trong sáng, khi bạn có khả năng lắng nghe những gì người khác nói. Kỹ năng lắng nghe cho thấy bạn có trí tuệ cảm xúc và tinh thần để lắng nghe người khác hơn là chỉ tập trung vào nhu cầu của bản thân mình. Đây là một kỹ năng khó để thành thạo. Đó là lý do tại sao
bạn biết mình có trái tim trong sáng khi lắng nghe nhiều hơn nói. Điều đó có nghĩa là bạn sẵn sàng cho người khác thời gian và sự chú ý của mình. Điều thứ 6, bạn quan tâm đến người khác. Quan tâm đến người khác là dấu hiệu của một trái tim trong sáng. Vị tha là một đặc điểm cần thiết nếu bạn có một trái tim trong sáng. Có một trái tim trong sáng là điều rất hiếm, bởi vì bản năng con người muốn đặt nhu cầu và mong muốn của bản thân lên trên những người khác. Tuy nhiên, sự phản ánh quan trọng nhất của trái tim bạn đến từ sự vị tha của bạn và đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của bản thân. Nếu bạn luôn nỗ lực hết mình để giúp đỡ người khác mà không cần bất cứ thứ gì để đổi lại, bạn có một trái tim trong sáng. Điều thứ 7, bạn nhận trách nhiệm về bản thân mình. Nếu có bất cứ điều gì, nhiều người có xu hướng trốn tránh trách nhiệm về hành động của mình. Một trong những dấu hiệu của một trái tim trong sáng là khả năng chịu trách nhiệm về những việc của mình, đặc biệt là những lỗi lầm và sai trái của mình. Ngay cả khi bạn làm điều gì đó mà bạn không tự hào, hoặc điều gì đó có thể phá vỡ tình bạn hoặc mối quan hệ, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm. Điều thứ 8, bạn khiêm tốn. Khiêm tốn là một trong những dấu hiệu của một trái tim trong sáng. Đối lập với điều này là sự tự hào và khoe khoang thành tích và hành động của bạn, thì sự khiêm tốn là ưu tiên khen ngợi người khác hơn là chính bản thân bạn. Bạn thực sự muốn nâng người khác lên. Trái tim thuần khiết là khiêm tốn và biết ơn tất cả những gì họ có mà không cần phải khoe khoang, vì việc khiến bản thân trông đẹp và cảm thấy thoải mái. Khi bạn có sự khiêm tốn, bạn biết rằng bạn không phải là người giỏi nhất và bạn sẵn sàng học hỏi từ những người xung quanh. Điều thứ 9, bạn nhanh chóng tha thứ. Là con người, tất cả chúng ta sẽ cảm thấy oán giận, tức giận đối với những người đã làm cho chúng ta tổn thương. Tuy nhiên, kiểm soát cảm xúc có nghĩa là bạn không cần phải phản ứng dựa trên cảm xúc của mình. Những người có trái tim thuần khiết biết rằng họ không thể để cảm xúc điều khiển họ. Họ cũng biết rằng mọi người mắc sai lầm và họ không hoàn hảo. Họ sẵn sàng nhìn vào một góc độ khác để hiểu quan điểm của người đã làm tổn thương họ. Điều thứ 10, bạn có sự đồng cảm. Tất cả chúng ta đều muốn cho rằng tất cả chúng ta đều có sự đồng cảm, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Khi bạn có một trái tim trong sáng, sự đồng cảm sẽ trở nên tự nhiên với bạn. Cách bạn kết nối và trò chuyện với ai đó phản ánh bạn có thừa hay thiếu sự đồng cảm. Đồng cảm là khả năng hiểu được cảm xúc và tình cảm của ai đó, như thể họ là chính bạn. Bạn không cố ép quan điểm hoặc ý kiến của mình lên người khác, nhưng bạn đang ưu tiên quan điểm của họ hơn chính mình. Điều thứ 11, bạn biết cách yêu thương bản thân mình và người khác. Biết cách yêu thương là dấu hiệu của một trái tim trong sáng. Khía cạnh trở thành nền tảng của một trái tim trong sáng không gì khác chính là tình yêu. Nếu không có tình yêu, cả bản thân và người khác, bạn không thể có một trái tim trong sáng. Không có khả năng yêu thương là điều khuyến khích ai đó trở nên ích kỷ và tự thu mình. Tuy nhiên, bạn có một tâm hồn trong sáng khi bạn phản ánh loại tình yêu đề cao sự khuyến khích và mục đích. Tình yêu có nghĩa là thể hiện lòng trắc ẩn. Bạn không thể tha thứ cho người khác và chính mình nếu bạn thiếu tình yêu thương và sự ấm áp trong trái tim và tâm hồn. Điều thứ 12, bạn có lòng biết ơn. Biết ơn là một trong những dấu hiệu của một trái tim trong sáng. Khi bạn có một trái tim biết ơn, bạn dễ dàng hài lòng và đánh giá cao mọi thứ. Trong khi so sánh, bạn có thể sẽ phàn nàn về mọi thứ và tập trung vào mọi thứ bạn thiếu mà không biết ơn. Đây là một đặc điểm đầy thách thức khác để có được. Đó là lý do tại sao chỉ những người có trái tim thuần khiết mới có được điều này. Có lòng biết ơn cũng có nghĩa là mọi người bị thu hút bởi cách bạn khuyến khích người khác một cách tự nhiên và tập trung vào những mặt tích cực hơn là tiêu cực. Quan trọng nhất, đây là lý do chính xác tại sao những người biết ơn cũng đáng tin cậy và có thể vượt qua rất nhiều những khó khăn và thử thách mà cuộc sống đặt ra cho họ. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh
qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.